những tư tập thể gia đình Long Quy và những tư tập thể của chú bác các anh chị em đã có mặt trong buổi tăng lễ hôm nay. Trong giờ phút này em cháu cũng sẽ được chứng kiến vào làm lễ đồng quan và chứng kiến cháu vào làm lễ đồng quan thì ở đây cháu sẽ bước vào đến chân thất ba nơi thì bị quyền của ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Thank you.
tài của Tân Hoàng ấp thị ấp ấp cảnh sai lão ấp ấp ơi quy quy còn bố quan ngoài thì nằm tại tư gia này mới cắt đề ai cắt đề này ở lại bên đình để ta xong nhập vào trong đọc cho được chúa chúa đúng hoa hoàng của nghe
哎呀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 哎